quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trên sân số 1 của sân bóng Thanh Xuân. Và chúng ta sẽ là trận đấu trong cuộc đua C được trận cuối cùng ở sân chơi các thủ sân bò và Yên Thanh.
được chuyền cho Tuấn Bêu. Không bầu. Lỗi đã thuộc về Tuấn Bêu. Tới đây thì buổi là trực tiếp trận đấu giữa các thủ Sài Gòn và Yên Thành của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở các trận đấu tiếp theo trong vòng tứ kết.